Rồi, chúng ta sẽ đi đến một cái bài giảng mới về một cái khái niệm là công và năng lượng. Chúng ta xem cái hình hình ở trên slide, chúng ta thấy rằng là trong cái bài toán mà va chạm mềm giữa hai vật với nhau, thì định nghĩa của va chạm mềm ở đây tức là định nghĩa là va chạm mà xảy ra cái sự biến dạng hoặc là một số cái sự chuyển đổi năng lượng khác. Đại khái thế. Thì đối với bài toán va chạm mềm á, nếu chúng ta khảo sát chỉ mỗi bài toán động lượng, thì có rất nhiều thứ ở đây chúng ta không có đại lượng nào khác để mô tả, ví dụ như sự biến dạng của quả bóng, sự biến dạng gương mặt, tất cả mọi sự biến dạng này đều cần một cái giá trị gì đó để đặc trưng cho nó. Ta có một cái khái niệm có thể trong cái phần động lực học này cần phải lưu tâm, đó là khái niệm về về năng lượng. Thì trong cái bài toán về va chạm mềm hoặc là sự chuyển đổi năng lượng á, thực ra cái câu hỏi mà năng lượng là gì á, là câu hỏi nó mang tính triết học khá là cao nha các bạn. Và đây là một trong những cái mô tả đầu tiên về việc là người ta đo lường năng lượng và dẫn đến cái định luật bảo toàn năng lượng trong vật lý. Đó là người ta cho một cái cánh quạt quay trong một cái bể nước. Bể nước này chúng ta có một cái nhiệt kế để đo nhiệt độ, và cái vật này được nối với sợi dây quấn quanh cái trục, sau đó cái vật này sẽ rơi từ độ cao bao nhiêu đó xuống, dẫn đến cái chuyện là cái trục nó sẽ xoay và cánh quạt sẽ xoay trong nước. Mà khi nó xoay như vậy thì nó chuyển đổi cái năng lượng xoay của nó thành năng lượng nhiệt và làm cho nước nóng lên. Dựa vào cái sự tăng nhiệt độ của nước thì người ta có thể tính toán lại được cái gọi là cái năng lượng mà được chuyển đổi và dẫn đến cái định luật bảo toàn năng lượng. Lưu ý một chút ha, nếu các bạn còn nhớ thì cái giá trị chuyển đổi giữa calorie và joule nó có con số 4.2, và nếu các bạn nhớ một chút là phổ thông thì nhiệt dung riêng của nước nó chính là 4200, 4200 joule trên kg độ. Đó là một cái sự chuyển đổi dựa vào cái chuyện là ngay từ thời điểm đầu thì cái mà giá trị người ta đo năng lượng, người ta dùng cái đơn vị là calorie và cái đối tượng đo là nước, cho nên là sau đó khi mà chúng ta có một đơn vị chuẩn khác là đơn vị joule đó, thì cái sự chuyển đổi đó nó sẽ liên quan đến cái hệ số liên quan đến nhiệt chung riêng của nước là 4200 hay là 4.2. Nó lưu tâm một tí. Thì rất nhiều cái khái niệm về công và năng lượng đó, nó dẫn chúng ta đến cái sự phủ định về việc tồn tại những cái động cơ gọi là động cơ vĩnh cửu. Dù đây là những cái mô hình động cơ vĩnh cửu mà trong cái thời buổi sơ khai của vật lý thì người ta đã từng mơ ước là có, nhưng mà thực tế thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ không có. Lý do là có một thứ chúng ta không bao giờ loại trừ được trong bất cứ một hệ cơ học nào, đó chính là ma sát. Và ma sát sẽ làm cho năng lượng của hệ mất đi, dẫn đến cái chuyện là tất cả mọi vận động của hệ sẽ dần 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 chậm lại. Nó giống như hồi lớp 12 chúng ta học về khái niệm dao động tác dần. Mọi dao động trên cái thực tế trong cái cuộc sống chúng ta hầu như là dao động loại tác dần, và vì thế chúng ta cần một cái cơ cấu để duy trì. Nhớ không? Các bạn còn nhớ lớp 12 không? Đây là một cái gọi là động cơ vĩnh cửu mà được vẽ ra bởi một đứa trẻ vài tuổi ha, một cái ước mơ rất là lớn, giống như cái bài toán về cái củ cà rốt và con lừa vậy thôi ha. Chúng ta dùng cái nắm chân nó kéo cái xe, nhưng mà cho đều biết được rằng là cả cái hệ này thì cái lực này là nội lực, cho nên nếu cái xe tiến về phía trước thì cái nắm chân sẽ phải tiến về phía sau, sao cho cái khối tâm của hệ nó sẽ không thay đổi vị trí trong không gian. Có thể cái xe sẽ nhích được một tí, nhưng mà đây không phải là một thứ mà là vĩnh cửu, xe sẽ không mãi mãi chạy về phía trước. Nhớ nhớ các bạn. Về khái niệm công và năng lượng á, thì chúng ta bắt đầu từ cái định nghĩa cơ bản nhất về công thôi. Công nó chính là bằng lực nhân với quãng đường. Dựa vào cái chuyện này chúng ta có thể tính cái tích phân của hai vế để có được cái giá trị công tổng cộng khi đi từ vị trí 1 đến vị trí 2. Và chúng ta nhớ một điều là về mặt toán học ha, về mặt toán học mà nói, tích phân này nó phụ thuộc cái gì? Nó phụ thuộc vào lực F độ lớn, nó phụ thuộc vào quãng đường đi S, nó phụ thuộc vào hướng của F và S hay nói đúng hơn là nó sẽ phụ thuộc vào dạng đường đi. Cơ bản là như vậy, lực và dạng đường đi. Vậy thì giả sử chúng ta khảo sát một vật đi, chúng ta sử dụng định luật hai Newton, chúng ta khảo sát A bằng F nhân DS, trong đó chúng ta thay là từ điểm P đến điểm Q, chúng ta thay là F bằng là M nhân DV chia DT trong trường hợp chúng ta bỏ qua cái sự thay đổi về khối lượng theo thời gian, tức là F bằng MA đó các bạn, mà quãng đường DS bằng V nhân DT. Vậy chúng ta sẽ có một cái tích phân rất là đơn giản là 1 phần 2 MV bình phương từ V1 đến V2. Và chúng ta thế vô chúng ta sẽ có công bằng 1 phần 2 MV2 bình phương trừ cho 1 phần 2 MV1 bình phương. Nhắc lại một lần nữa tại sao chúng ta có cái khái niệm đơn vị nhớ không? Khi chúng ta viết một phương trình thì đơn vị của hai vế nó phải đồng nhất. Đồng nghĩa với việc là đơn vị bên vế trái trong trường hợp này là công á, nó phải đồng đơn vị với 1 phần 2 MV bình phương bên vế bên phải. Hay nói đúng hơn là 1 phần 2 MV bình phương nó sẽ mang đơn vị của joule, đơn vị của năng lượng.
nó là một cái giá trị mới, một cái giá trị mới mà người ta sẽ đặt cho nó một cái đơn tên gọi, đó chính là động năng, bởi vì nó là năng lượng liên quan đến chuyển động của một vật. Hồi xưa lớp 10 chúng ta có học về khái niệm gọi là động năng á, và chúng ta học thuộc rằng là nó sẽ bằng 1/2 mv bình phương. Và chúng ta thấy rằng là trong cái bài chứng minh này á, cái số 1/2 nó xuất hiện là do cái kết quả của bài tích phân. Và chúng ta thấy rõ ràng là, không biết là các bạn hồi phổ thông các bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao là 1/2 mà không phải là 1, không phải là 2/3, không phải là 5, không phải là 10, mà tại sao là 1/2 vậy? Nếu các bạn có thể giải thích được cái đó từ phổ thông thì tôi nghĩ là các bạn sẽ có một nền tảng vật lý tốt. Tuy nhiên, đây là một cái lần gọi là giới thiệu cũng như là nhắc lại đối với các bạn nào đã biết về cái lý do tại sao số 1/2 xuất hiện ở đây rồi. Như vậy, dựa vào cái chứng minh này, người ta có một cái đơn vị mới, một cái giá trị mới 1/2 mv bình phương mang đơn vị của năng lượng. Và tất nhiên là nó liên quan đến vật khối lượng m, nó liên quan đến sự chuyển động của vật là bình phương độ lớn vật tốc, người ta gọi là động năng. Thì chúng ta có một cái giá trị, một cái định lý, nó gọi là định lý biến thiên động năng, bởi vì ở phía trên chúng ta chứng minh được nên gọi là định lý. Đó chính là công ngoại lực bên phía phải, phía trái, xin lỗi, phía trái, nó bằng hiệu của hai cái động năng ở hai cái tọa độ, hai cái vị trí đầu và cuối. Tức là công của ngoại lực bằng độ biến thiên động năng. Vậy thì cơ bản á, nếu chúng ta cũng tính đến công suất, đôi khi cái bài toán nó còn cái bài toán ví dụ như này nè. Một cái máy bay đang bay trên trời, một cái máy bay đang bay trên trời chẳng hạn vậy, lực cản không khí là bao nhiêu newton đó, vận tốc máy bay hiện nay là ví dụ như là 600 km/h, chẳng hạn vậy, 800 km/h, chẳng hạn vậy, thì tính công suất của động cơ, chúng ta sẽ rất giật mình, sao tính được công suất động cơ? Thì công suất động cơ nó tính rất là đơn giản các bạn, nó bằng cái công mà động cơ sinh ra trong một đơn vị thời gian. Và vì là trong cái trường hợp này chúng ta xem cái công thức ở phía trên, nếu nó là xuất phát từ cái lực đẩy của động cơ thì nó cần phải cân bằng với lực cản của không khí thì động thì máy bay mới có thể duy trì được cái vận tốc không đổi. Điều đó cho thấy là chúng ta hoàn toàn có thể rất là đơn giản chứng minh từ công thức của công xuống cái giá trị công suất, nó chính là bằng lực nhân với lực đẩy nhân với vận tốc của máy bay lúc đó, hay là lực cản trong trường hợp này. Ví dụ vậy. Thì nhắc lại một lần nữa, cái giá trị của công nó sẽ phụ thuộc vào dạng đường đi, chắc chắn luôn, một cách tổng quan. Tại vì nó là đến từ cái bài toán tích phân về tích vô hướng của hai vector. Cho nên là ngoại trừ vấn đề độ lớn của mỗi một vector, còn là vấn đề hướng của mỗi một vector so với nhau. Hay nói đúng hơn là trong quá trình đi á, vật có thể đổi hướng, đổi chiều, lực tương tác cũng có thể bị thay đổi đại khái như thế. Giả sử chúng ta chỉ xét một lực thôi, và cái lực đó người ta chứng minh được rằng, nếu trong một trường hợp đặc biệt nào đó, người ta chứng minh được rằng cái công của lực đó gây ra rất thú vị là nó không phụ thuộc vào dạng đường đi. Nó chỉ có vài trường hợp đặc biệt thôi các bạn, là không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối, thì người ta gọi cái lực đó là lực thế hay là lực bảo toàn. Ví dụ như về lực bảo toàn, lực đàn hồi, đúng chưa? Lực trọng trường đấy, các bạn rơi từ điểm có độ cao 50m xuống nơi có độ cao là 20m thì không quan trọng là các bạn rơi thẳng đứng hay các bạn bay lên trên rồi rơi xuống, hay các bạn là trượt theo cái đường nghiêng, nhưng sự thay đổi về thế năng, hay nói đúng hơn là công của lực trọng trường trong cái vị trí từ 50m xuống 20m, dù các bạn đi bất cứ theo con đường nào, nó cũng đều là MCH2-H1, nếu các bạn còn nhớ một chút về cái gọi là thế năng trọng trường ở phổ thông. Thì cái thế năng đó là cái năng lượng liên quan đến cái lực gọi là lực thế. Thì cái lực nào mà có công của nó không phụ thuộc vào dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối thì gọi là lực thế. Và trong cái phần bài giảng chính thức trên lớp ấy, chúng ta sẽ có những cái phần chứng minh một số lực tại sao lực thế. Ví dụ một số cái lực là lực xuyên tâm là lực thế chẳng hạn vậy. Trong đó có lực trọng trường này, là lực xuyên tâm. Lực Coulomb, lực tĩnh điện cũng là lực xuyên tâm. Nó chắc chắn hai lực đó sẽ là hai lực thế, và nó hoàn toàn có thể chứng minh được bằng toán học.